Thưa quý vị, đến nay, công tác chuẩn bị đón khách quốc tế đến Đà Nẵng trong giai đoạn thí điểm đã được ngành du lịch thành phố cơ bản hoàn thành, đảm bảo quy trình chặt chẽ trong công tác đón tiếp, phục vụ cũng như yêu cầu về phòng chống dịch. Đây là một trong 10 cơ sở lưu trú đủ điều kiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế tại thành phố Đà Nẵng, đã được các cơ quan chức năng liên ngành tổ chức đánh giá, kiểm tra và lựa chọn cẩn trọng nhằm đảm bảo phục vụ trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Dịch vẫn còn căng và chắc là khách thì cũng chưa nhiều, nhưng mà hy vọng là sau khi chúng ta triển khai thí điểm mà chúng ta có khách tương đối thì tôi nghĩ là Đà Nẵng vẫn là một điểm thu hút khách quốc tế. Ngoài các cơ sở lưu trú, một số khu điểm tham quan du lịch, cơ sở dịch vụ ăn uống và đơn vị vận chuyển du lịch cũng được Sở Du lịch thành phố và ngành chức năng đánh giá lựa chọn đủ tiêu chuẩn phục vụ khách quốc tế. Hiện nay thì Sở Du lịch đã phối hợp với lại các cái sở ngành liên quan để triển khai các cái công tác chuẩn bị. Và đến thời điểm này thì chúng tôi cũng đã kiểm tra và hướng dẫn cho 24 đơn vị để đảm bảo các cái điều kiện sẵn sàng đón du khách cũng như là bà con về nước. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, dự kiến nguồn khách quốc tế đến Đà Nẵng từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022 chủ yếu là khách du lịch từ một số thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản và người Việt cư trú ở nước ngoài về nước kết hợp thăm thân. Tuy nhiên, địa phương cũng hết sức thận trọng, kỹ lưỡng trong việc tổ chức đón khách quốc tế trước diễn biến của dịch bệnh và biến thể mới. Do cái thông tin về biến chủng mới cho nên là các cái kế hoạch của các cái công ty lữ hành, đặc biệt là từ các cái thị trường mà chúng ta đang khai thác khách quốc tế về, cũng đã có cái ảnh hưởng. Và bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn tiếp tục cập nhật các cái thông tin để thường xuyên trao đổi với các hãng lữ hành cũng như làm việc với lại các cái điểm cung ứng dịch vụ trên địa bàn thành phố để có thể đảm bảo các cái điều kiện. Ngay khi các cái chuyến bay được cấp phép thì chúng ta sẽ sẵn sàng đón du khách và bà con về nước. Trước đó, ngay từ khi tái khởi động ngành du lịch vào cuối tháng 10 đến nay, Sở Du lịch Đà Nẵng đã thường xuyên tập huấn chuyên sâu cho các đơn vị phục vụ du lịch về quy trình đón khách, nhất là hướng dẫn cụ thể về quy định phòng chống dịch tại cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch, quy trình xử lý khi có F0, qua đó giúp các đơn vị, doanh nghiệp chủ động trong quá trình đón và phục vụ khách quốc tế trong bối cảnh hiện nay.